Viện nghiên cứu y tế Bill và Melinda Gates triển khai thử nghiệm giai đoạn 3 đối với vaccine phòng bệnh lao. Viện nghiên cứu y tế Bill và Melinda Gates, Gates MRI, đã công bố bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để đánh giá hiệu quả của vaccine ngừa bệnh lao M72IS01E, thử nghiệm triển khai mũi tiêm đầu tiên ở Nam Phi. Đây là một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh lao. Vaccine M72AS01E có tiềm năng trở thành vaccine đầu tiên giúp phòng ngừa dạng bệnh lao phổi phổ biến thanh thiếu niên và người lớn. Đây cũng là vaccine lao mới đầu tiên trong suốt hơn một thế kỷ qua. Trên toàn cầu, bệnh lao vẫn là một thách thức lớn về sức khỏe. Ước tính có khoảng 10,6 triệu người mắc bệnh vào năm 2022, dẫn đến 1,3 triệu ca tử vong hàng năm, tương đương với hơn 3.500 ca tử vong mỗi ngày. Bệnh lao chủ yếu ảnh hưởng đến người dân ở các nước thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là những người sống trong cảnh nghèo đói và phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn, suy dinh dưỡng và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe bị hạn chế. Riêng Nam Phi đã ghi nhận khoảng 280.000 ca chẩn đoán mắc bệnh lao hàng năm. Emilio Emini, tiến sĩ giám đốc điều hành của Gates MRI, nhấn mạnh sự công hiến của tổ chức trong việc thúc đẩy đổi mới y tế để chống lại các bệnh như bệnh lao, đặc biệt là ở khu vực có nguồn lực hạn chế. Mặc dù cần nhiều năm để hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3, tổ chức này ra cam kết chung trong việc đánh giá hiệu quả tiềm năng của vaccine, trong đó Nam Phi đóng vai trò là địa điểm then chốt, được tài trợ bởi Gates MRI, một công ty con phi lợi nhuận của quỹ Bill và Melinda Gates và được hỗ trợ tài chính bởi quỹ Gates and Welcome. Cuộc thử nghiệm này đánh dấu đỉnh cao của nhiều năm nỗ lực phát triển. Được phát triển ban đầu bởi GSK, vaccine M72AS01E đã được phát triển từ đầu những năm 2000. Với sự hợp tác của Gates MRI vào năm 2020, vaccine này tiếp tục được phát triển, trong đó GSK tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các thành phần vaccine cho thử nghiệm để đảm bảo khả năng tiếp cận lâu dài và khả năng chi trả của vaccine là ưu tiên hàng đầu của tất cả các bên liên quan thông qua sự hợp tác sâu rộng với cộng đồng và các đối tác Gates MRI và các cộng tác viên của viện đang đặt nền móng cho sự thành công sau thử nghiệm về khả năng tiếp cận bền vững điều này bao gồm việc tìm hiểu nhu cầu tiềm năng xây dựng bằng chứng về tác động của vaccine và hợp tác với các đối tác quốc tế để giới thiệu và phân phối vaccine hiệu quả thử nghiệm giai đoạn 3 trải dài trên 7 quốc gia và có tới hơn 20.000 người tham gia áp dụng phương pháp mù đôi được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá vaccine. Những người tham gia sẽ được nhận vaccine M72-IS01E hoặc giả dược, mà cả người tham gia và nhà điều tra đều không biết ai sẽ được nhận vaccine, đảm bảo đánh giá khách quan về tính an toàn và hiệu quả. Việc bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh lao. Trevor Munden, Chủ tịch Y tế Toàn cầu tại Quỹ Bin Melinda Gates, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các giải pháp nhằm giải quyết tác động của bệnh lao đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương mặc dù thử nghiệm cho thấy một chặng đường dài phía trước nhưng sự hợp tác toàn cầu và sự tham gia của cộng đồng vẫn rất quan trọng trong việc nhận ra tiềm năng của vaccine trong việc cứu sống và giảm bớt bệnh lao